Được giới cầm bút thời ấy phong là ông vua phóng sự Bắc Kỳ, Phụ Trọng Phụng, là nhà văn hiện thực xuất sắc với 40 tác phẩm truyện ngắn, mà đặc sắc nhất là với các thể loại tiểu thuyết như Dông Tố, Vỡ Đê đã đi vào thực tế đời sống của nhân dân một cách đầy chân thực sâu sắc. Trong đó, Số Đỏ là một tiểu thuyết văn học của nhà văn Phụ Trọng Phụng, đăng ở Hà Nội Báo từ số 40 ngày 7 tháng 10 năm 1936 và được in thành sách lần đầu tiên vào năm 1938. Nhân vật chính của Số Đỏ là Xuân, biệt danh là Xuân Tóc Đỏ. Từ chỗ là một kẻ bị coi là hạ lưu, bỗng dưng hắn nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu ông hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội khi đó. Truyện dài 20 chương và bắt đầu khi bà Phó Đoan đến chơi ở sông Nguồn Vọt, nơi Xuân Tóc Đỏ làm việc. Vô tình, Xuân Tóc Đỏ bị xem trộm một cô đồng thay đồ nên bị cảnh sát bắt giam và được bà Phó Đoan bảo lãnh. Sau đó, bà Phó Đoan giới thiệu Xuân đến làm việc ở tiệm may Âu Hóa. Từ đó, Xuân bắt đầu tham gia việc cải cách xã hội. Nhờ thuộc lòng những bài quảng cáo thuốc lậu, hắn được vợ chồng Văn Minh gọi là sinh viên trường thuốc, Dr. Xuân. Hắn gia nhập xã hội thượng lưu, quyến rũ được cô Tiết và phát hiện cô hoàng hôn ngoại tình. Vì vô tình, hắn gây ra cái chết cho cụ cố tổ nên được mọi người mang ơn. Văn Minh vì nghĩ ơn của Xuân nên dẫn Xuân đi xóa bỏ lý lịch trước kia và đăng ký trên giải Nguồn Vọt nhân dịp Phu Sim đến Bắc Kỳ. Bằng thủ đoạn xảo trá, hắn làm cho hai vận động viên quán quân bị bắt ngay trước hôm thi đấu, nên Xuân được dịp thi tài với quán quân Sim. Vì để giữ tình giao hảo, hắn được lệnh phải thua. Kết thúc trận đấu, khi bị đám đông phản đối, Xuân hùng hồn diễn thuyết cho đám đông dân chúng hiểu về hành động hy sinh vì tổ quốc của mình. Được mời vào hội khai trí tiếng Đức, được nhận huân chương bắt đầu bội tinh và cuối cùng trở thành con rể của Cố Hồng. Với những sự thật xã hội lúc bấy giờ được tác giả thêu dệt qua lăng kính của mình, đặc biệt nhất là đoạn trích Hạnh Phúc Của Một Tên Gia của tiểu thuyết Số Đỏ đã nêu lên được những nét chủ đạo của câu chuyện và thay được bút pháp trào phúng đặc sắc của Phụ Trọng Phụng. Trong đoạn trích này, chủ yếu nói về cái chết và đám tang của cụ tổ được tái hiện lên như một màn hài kịch. Vì sao lại vậy? Khóc vì đạo đức của một bộ phận con người suy đồi đến cực độ. Cha chết, ông chết, nhưng bọn con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thỏa thích. Như vậy, đúng với cái nhan đề của đoạn trích, những tiếng khóc, sự báo hiếu của con cháu thực chất là sự khoe giàu sang với thiên hạ. Nhưng liệu có phải nó được viết ra với mục đích lên án xã hội thượng lưu thuộc địa nữ phong kiến hay không? Nếu có, tại sao những nhân vật nhố nhăn của tác giả lại không khiến người ta ác cảm? Phải chăng tiếng cười đặc sắc xuyên suốt tác phẩm đã góp phần xóa nhòa ranh giới giữa thiện, ác, chánh, tà? Phụ Trọng Phụng đã khiến nhiều bạn đọc dao động giữa các chiều kích của hiện thực. Số Đỏ là sự kết hợp nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc giữa thực và hư, giữa hợp lý và phi lý, giữa cái bình thường và cái dị thường. Người đọc có cảm tưởng rằng câu chuyện hài hước khó tin này được thổi ra từ đời sống thường ngày, đồng thời cũng có lúc ngờ ngỡ nó tràn ngập bịa đặt dựng chuyện. Điều này khiến cho thế giới phi lý của Số Đỏ có vẻ mang bóng dáng đời thường, hợp lý. Có thể nói, một trong những biểu hiện cho giá trị nhân đạo trong tác phẩm của ông là sự phản ánh một cách chân thực diện mạo xã hội đương thời, một xã hội mục rỗng, thối nát, đầy rẫy những tệ nạn có tính quốc nạn. Cả một xã hội tha hóa, biến chất, đồng tiền và sự bất công có thể khiến một thằng ma cà bông chỉ giỏi trò lưu manh lừa lọc như Xuân Tóc Đỏ trở thành một doctor, một anh hùng cứu quốc, vĩ nhân của thời đại, được thưởng bắt đầu bội tinh. Hơn hết, những chuyện trào phúng đều không chỉ nhằm mục đích phê phán vạch trần mà vẫn xuất hiện trong xã hội ngày nay. Và khi chúng ta đọc được những tin đó đều cảm thấy trong lòng hơi chán nản về thực tại. Tác phẩm sẽ giải quyết những vấn đề đó thông qua bài học mà tác giả muốn truyền đến người đọc là nên làm một người sống đàng hoàng với đạo lý và không nên đi theo những danh vọng xa hoa phù phiếm mà đánh mất cả nhân cách và phẩm chất của con người. Đây là một tiểu thuyết nên tìm đọc và mỗi người cũng sẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đắng lúc nào không biết trước những bi hài xảy ra trong câu chuyện mà Vũ Trọng Phụng tạo nên. Nhà văn Mark Twain đã từng nói, một người không đọc sách chẳng hơn gì một kẻ không biết đọc.
Rõ ràng, đọc sách để tiếp tri thức và làm giàu cho đầu óc của mình là một việc làm rất cần thiết. Đọc sách và xây dựng văn hóa đọc lành mạnh, hiệu quả và tiến bộ là một nhu cầu thiết yếu trong xã hội ngày nay. Chúng ta không chỉ đọc để thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật mà còn làm giàu tri thức, đánh thức niềm rung cảm chân thiện trong mỗi con người. Vì vậy, ta hãy xây dựng một nền văn hóa đọc vững mạnh, khuyến khích mọi người đọc sách. Hãy tranh thủ thời cơ của công nghệ thông tin để khai thác những nội dung mong muốn. Cùng phối hợp hài hòa với việc đọc sách truyền thống, chắc chắn sẽ mang lại cho mọi chúng ta hiệu quả thiết thực cho cuộc sống và sự nghiệp.